Bây giờ thầy nói để cho mấy con biết giải thoát nó đơn giản, nó ở trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Cho nên thầy nói từ nãy giờ đó là chúng ta bị thâu tâm qua cái truyền thống từ lâu. Cũng như bây giờ dục không cái con chế là ngày giờ thì chắc chắn cái con chế đâu. Từ xưa người ta đã làm lịch lần này kia, bây giờ để là mấy con xài thôi, rồi mấy con theo cái sự phân chia đó rồi mấy con sống. Rồi bây giờ mấy con bỏ không được thôi. Người ta nói mùng một thì mấy con cứ nghe nói mùng một thì mấy con cũng sống mùng một thôi, chứ mấy con không làm sao. Cho nên vì vậy con người xưa không phải tất cả những gì của người xưa. Đây thì so sánh cái văn minh Trung Quốc và cái văn cho là cái cuộc sống của chúng ta là con người của chúng ta. Tâm thân của chúng ta có khi mà hiểu qua đó Trung Quốc nó cũng được. Cái văn minh đó thầy muốn nói cho các con thấy được thì nó phải là tứ đại đất nước gió lửa tức bằng kim mộc thủy hỏa thổ. Các bạn thấy không? Kim mộc thổ là có một chất mà thôi, đá sỏi cát cây chỉ là đất, chỉ là đức Phật gồm lại đó. Mà ba cái điều này đã là ba cái điều mà văn minh của Trung Quốc cho nó là ba: kim mộc thổ, phải không? Thủy hỏa là năm cái, kim mộc thủy hỏa thổ đó năm cái, mà năm cái gồm lại thì bây giờ nó còn có ba, mà cái khí cũng có. Con người chúng ta không có khí chứ, tức là có gió, cho nên rất biết gió nó mới đúng. Còn này không có gió làm sao mà thành con người được? Không phải không? Nó còn thấy dân mình của Trung Quốc sai cũng đúng, mà dân mình Ấn Độ đúng, dân mình Ấn Độ và giáo dạy thân chúng ta có bốn chất đất nước gió lửa. Trong bốn chất này nó đầy đủ kim mộc thủy hỏa thổ, không phải thiếu, thấy không? Mà có âm dương. Âm dương tại sao? Thầy muốn nói bây giờ một cái người phụ nữ là thuộc về âm, mà cái người nam thuộc về dương. Vậy thì tất cả những cái tất cả những cái đất nước gió lửa nó thuộc về dương, nó mới trở thành con người đàn ông, không thể là đàn bà được. Nhưng mà đất nước gió lửa mà nó thuộc về âm, ví dụ nó thuộc về âm dương mà, cho nên nó mới cấu tạo, nó mới thành người nữ. Chứ không thể nào lấy cái đất nước gió lửa của dương mà thành người nữ được. Còn hiểu chưa đó? Cho nên cái người nam là phải người nam, mà người nữ là phải người nữ. Tại sao người nam tính tình cương nghị, còn người nữ thì yếu mềm? Rõ ràng nó không thấy, rõ ràng từ cái bản chất cho đến cái cơ thể của họ còn mềm dịu dàng, còn người nam mạnh mẽ hùng dũng cường tráng. Rất tất cả những cái này chứng tỏ là dương, còn cái kia tỏ là mềm dẻo nhẹ nhàng êm ái, đó là nữ. Nó bản chất của nó hẳn ngoài. Nhưng mà nếu mà lấy cái thân của cái người nam mà cấu kết cho cái người nữ thì cái người này bán nam bán nữ mất rồi, trời. Cho nên không đúng, cho nên sai. Vì vậy mà nó có cái quy luật của nhân quả, của nhân quả âm dương, cho nên nó cấu tạo đúng cách, nó hợp bốn cái chất, bốn chất đất nước gió lửa mà trở thành một cái người nam, và hợp bốn chất của đất nước gió lửa mà trở thành người nữ. Thì cái âm nó phải nhiều hơn và cái dương nó phải ít hơn, và người nam thì cái dương nó phải nhiều hơn, cái âm nó phải ít hơn. Nó tất cả những cái cơ thể chúng ta nó phải cấu tạo nó đúng hợp, chứ còn nếu mà không đúng hợp thì nó không thể thành âm dương được. Nó phải đấy để so sánh giữa hai cái bên kia, kim mộc và thổ nó chỉ gồm lại có đất mà thôi, chỉ có một chất mà thôi. Bởi vì cây nó hoại diệt rồi thì nó cũng thành đất, mà kim thì bị sét ăn nó cũng trở thành đất, nó đâu có thành cái gì khác hơn được. Cho nên Trung Hoa thì thân nó ra làm ba chất, nhưng mà Đức Phật gồm lại có một, không có một chất mà đúng, không có sai được. Mà trong một cái đất, một cái chất thì nó phải gồm có nhiều cái chất của nó. Ví dụ như bây giờ đất nó phải gồm sỏi đá rồi cát bụi, tất cả mọi cái này nó gồm lại nó gọi là đất. Còn nước nó phải gồm lại, nó có nhiều, có những cái chất ở trong đó nó thành nước, chứ đâu phải là nước hay nước, có một chất nước nguyên tố, nước không đâu, mà phải có nhiều chất ở trong đó thành nước. Cho nên đạo Phật nó hợp chất mà thành, chứ không thể nào thiếu chất mà thành. Chúng ta thành dạng vật hôm nay, cây cỏ đất đá núi sông người vật đều là do hợp chất. Cho nên khi mà hợp chất thì thành, mà khi tan chất, cái chất nó tan thì nó phải diệt, nó phải chết, nó mất. Cho nên chúng ta thấy sự hợp tan nó rõ ràng, mà quy luật của nhân quả là quy luật vô thường, cho nên nó hòm và tan.
thanh niên đó. Hôm nay mấy con thấy rất rõ và thầy dạy rất cụ thể cho thấy rõ được cái văn minh của Trung Quốc và văn minh của Ấn Độ. Văn minh của Ấn Độ là cái người cũng là những bậc hiền triết như Đức Phật, cũng là một hiền triết của Ấn Độ, nhưng mà đúng là còn sai. Còn văn minh của Trung Quốc, của Trung Quốc cũng là các bậc hiền triết như Khổng Tử. Mà còn thấy Khổng Tử đưa ra những cái đạo đức rất cụ thể rõ ràng, tam can ngũ thường, ngũ thường hai giáo nói đó là sai. Nhưng tam can nó xây dựng một cái nền phong kiến của nó, nó có thể tức là nó mất cái sự bình đẳng. Tam can nó không có bình đẳng. Còn cái ngũ thường cũng là cái đạo đức, nhưng nó chỉ nằm gọn ở trong cái vấn đề tam can ngũ thường đó thôi. Còn Lão Tử thì con thấy trong cái vấn đề mà vô vi, cho nên nói khi một tỷ quả khổ rồi âm dương thì tới đó không còn biết, cho nên nó còn thiếu không đủ. Đó là văn minh của Ấn Độ quá đủ. Đức Phật nói gọn bốn chất đất nước gió lửa đủ mà, không còn sai nữa. Cho nên chúng ta thấy văn minh của Ấn Độ rất đầy đủ, mà văn minh Trung Quốc mới đẻ ra thành ra một cái gì mới con biết, thành ra một phương pháp mê tín lấy âm dương khi một thủy quả thổ mới tạo thành những chiêm tinh mỗi khoa rồi cúng bái trở thành thế giới. Cho nên những cái mê tín từ bên Trung Quốc mà truyền sang qua Việt Nam chúng ta, mới có cúng cầu siêu cầu an, mới có cúng sao giải hạn, mới có bói khoa, mới có sách chiêm tinh, mới có kim mộc thủy quả thổ, mới coi những cái điều này để mà đoán số của chúng ta. Còn Phật giáo hoàn toàn nhẹ này không có gì hết, nhân nào thì quả nấy. Đức Phật đứng ở trên gốc nhân quả, anh làm ác thì mai mốt anh phải thọ quả khổ, anh làm thiện thì anh phải hưởng được phước báo, đó là điều hẳn nhiên thôi, làm sao tránh khỏi. Đạo Phật già quá thực tế, quá cụ thể, mà còn gây dựng cho chúng ta một cái nền đạo đức nhân quả là năm cái nhất, năm cái giới luật, ta còn thấy rất rõ. Đó thì như vậy là đạo Phật quá cụ thể, cho nên mình mới so sánh được, mình mới thấy cái văn minh của Ấn Độ rất tuyệt vời. Mà tuyệt vời được là do một người tu chứng, chứ cỡ mà không tu chứng thì cái văn minh của Ấn Độ cũng chẳng vô gì cái văn minh của Trung Quốc. Có phải không? Nếu mà không có nhờ Đức Phật thì hôm nay làm sao chúng ta biết được đứng bốn cái chân lý cổ tạng diệt đạo đấy không? Cho nên hôm nay mà chúng ta biết được cái chân lý của loài người là nhờ một Đức Phật, mới đưa ra bốn chân lý của loài người khổ. Thì mấy con thấy có người nào mà sanh trong chúng ta là không khổ? Khổ. Nói đến nguyên nhân sanh ra đau khổ là lòng ham muốn của chúng ta, có ai là người sanh ra lòng ham muốn? Con thấy rất rõ, ai cũng có lòng. Và nói cái trạng thái mà diệt đế, tức là cái trạng thái không đau khổ, thì tâm bất động không tạng ra. Mấy con thấy rõ ràng không? Nói rõ ràng mà. Rồi nói cái đạo đế là cái con đường tu tập để đưa đi đến cái chỗ mà đạt được cái diệt đế, cái chân lý giải thoát. Mấy con thấy rõ ràng Đức Phật nói tám cái nẻo, tám cái phương pháp tu tập, đó là cái chương trình giáo dục đào tạo cho chúng ta trở thành người vô lậu, trở thành người giải thoát. Có cái chương trình giáo dục chứ đâu phải nói pháp. Bây giờ tôi từng niệm Phật rồi cái tôi giải thoát được sao? Đâu có. Tám cái pháp, nó tám cái lớp học của chúng ta, mà trong tám cái lớp học này phải tu 37 pháp, cho nên gọi là 37 phẩm trợ đạo. Còn giờ mấy người lấy pháp nào đâu, mấy người tu như đây niệm bùa niệm chú để cho nó được giải thoát, được thành Phật, thì có điều đó không có rồi. Rồi bây giờ mấy người lấy cái pháp nào đó niệm Phật để được thành Phật, điều đó không có rồi. Đức Phật có cái dạy, Đức Phật phải tu 37 pháp ở trong tám cái lớp này, cái lớp nào phải tu theo cái pháp ấy chứ không phải tu lộn xộn. Ví dụ như bây giờ cái lớp chánh kiến phải tu cái pháp nào, mà cái lớp chánh tinh tấn phải tu cái pháp nào, mà chánh niệm phải tu pháp nào, chánh định phải tu pháp nào, chứ không phải những tu đang Phật pháp đâu nó rõ ràng. Thế mà chúng ta không đi vào cái lộ trình, cái chương trình giáo dục đào tạo của Đức Phật mà tu tập lại đụng đâu ai dạy gì tu tập đấy, dạy niệm Phật, dạy tụng kinh pháp hoa, rồi chú về gõ mõ tụng kinh pháp hoa để mong sao được gia đình bình an, làm sao có được điều đó. Mình cứ làm ác mà mình cầu mong Đức Bồ Tát Quan Âm phù hộ cứu khổ cứu nạn, làm sao cái chuyện đó ai dám làm? Ví dụ như bây giờ thầy đi ăn trộm cắp, mà bây giờ ở gia đình thầy vợ con cứ tụng kinh hoặc là cầu khẩn Đức Quan Âm Bồ Tát tụng phẩm phổ môn để cầu cứu khổ cứu nạn chồng tôi khỏi bị bắt ở tù. Nhưng mà ăn trộm cắp người ta thì công an nó phải cầm đầu chứ, làm sao mà Đức Quan Âm thò tay xuống cứu? Nếu mà cứu được thì cái người xung quanh thầy trời tặng trộm đó mà sao
công an bắt nó cái rồi mù mắt thì công an hết, nhưng mà ông niệm như không, không trói được, không cầm được thì sướng quá vậy. Tôi cũng về tôi niệm Quan Âm, chồng tôi đi ăn trộm cắp còn sướng hơn, để làm cũng khổ. Thì cái xã hội này nó thành như thế nào, không có chuyện đó được, phải không? Các con hiểu. Cho nên Đức Quan Âm chỉ là một tượng trưng để cứu khổ cứu nạn, nhưng chúng ta phải hiểu là chúng ta phải sống đúng tốt, chứ còn chúng ta sống xấu là bây giờ Quan Âm Bồ Tát không dám thò tay xuống cứu thằng này, bộ muốn cầm đầu luôn chứ. Nó thì nói như vậy để các con thấy là cái gì thì là xuống thân, là xuống thân, chứ còn giả dối đâu được, gạt người ta đâu được. Hầu hết là chúng ta bị tôn giáo lừa đảo, bị gạt, hầu khẩn nó cứ làm ác đâu có được. Cho nên có nhiều tôn giáo bảo cứ làm thiện, niệm Phật phải làm thiện đừng có làm ác, nên niệm Phật là nhớ người ta chửi đừng có giận, đừng có chửi làm sai. Thì đó là dạy mình thiện bằng cách là mình nhớ niệm Phật để cho mình làm thiện, đó là một cái phương pháp thôi. Cái sự làm ra cái mà chúng ta thực tế mà Đức Phật đã dạy, cái câu của nhà cõi như lý các ý là hoặc chưa sanh cho con sanh mà đã sanh thì bị diệt, có như lý rất rõ ràng. Bây giờ sanh thì chúng ta từ bỏ tâm sanh thì nó sẽ từ bỏ. Quả như sanh tôi biết, tôi biết vô, quả như sanh tôi biết, biết vô thở ra hai lần thì tâm sanh mình dần tan biến đi. Đó là cái phương pháp để chứ bây giờ niệm Phật cho hết sanh chưa chắc. Người đó đang lần tuổi niệm Phật mà nói tao mà không niệm Phật thì sao đi chết hết, như vậy là bỏ ra sanh chứ đâu. Cho nên ở đây thì mình nhắc nhở để cho quý Phật tử có dịp về thánh thầy được nghe những lời dạy rất là đúng đắn của Đức Phật, để chúng ta thấm nhuần, để chúng ta cứu tự cứu lấy mình. Và cuối cùng thầy xin nhắc lại lời của Đức Phật: các con từ thấp chú lên mà Đức Phật cũng là người sẽ làm. Hôm nay thầy cũng chỉ là người dạy, chỉ dạy cho mấy con cái lối đi từ được giải thoát, chứ thầy không có đi dừng cho mấy con được không dừng. Các con nhớ như vậy. Ở đây thầy xin chấm dứt mấy con. Đủ rồi, các con còn hỏi gì nữa không? Được rồi.